Phần 25. Phẩm Tỷ Kheo. Kinh Pháp Cú số 371. Tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục. Phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Kinh Pháp Cú số 372. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ. Người có thiền có tuệ, nhất định gần niết bàn. Kinh Pháp Cú số 373. Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Kinh Pháp Cú số 374. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Kinh Pháp Cú số 375. Đây tỷ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hậu căn biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. Kinh Pháp Cú số 376. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau.